Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham và Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là chuyển ảnh và video từ iPhone sang iPhone mà không cần tài khoản iCloud này và cũng không cần đến máy tính nhá. Đó thì ở đây mình sẽ cho bạn coi ở trong ảnh này. Đó, ở đây thì mình hiện tại là mình có 5 cái ảnh và 2 cái video này nhá. Mình sẽ vào trong ảnh của cái con iPhone này. Hiện tại thì chưa có ảnh và video nào nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ chuyển ảnh và video từ con iPhone này sang con iPhone này mà không cần đồng bộ cái tài khoản iCloud này và cũng không cần máy tính nhá. Đây các bạn để ý nhá, mình sẽ vào trong cài đặt cho bạn coi là hiện tại mình chưa đăng nhập tài khoản iCloud này. Và ở con iPhone bên đây mình cũng chưa đăng nhập tài khoản iCloud nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Ở bên cái con máy iPhone nhận ảnh này nhá thì các bạn sẽ cần phải vào cài đặt cho mình. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua AirDrop nhá. Mình sẽ cần phải vào cài đặt chung này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình chỗ là AirDrop này. Và ở đây mặc định của nó là không nhận nhá. Thì các bạn cần chọn cho mình cái mục là mọi người trong 10 phút này. Đó, các bạn chọn vào đây cho mình này. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái con iPhone bên đây nhá. Mình sẽ vào ảnh và video này. Đó, bây giờ thì mình sẽ chọn hết những cái ảnh và video mà mình muốn chuyển nhá. Ở đây thì hiện tại mình có 5 ảnh này và 2 cái video này. Sau đó là mình sẽ chọn vào cái biểu tượng đó là chia sẻ này. Rồi mình sẽ chia sẻ qua AirDrop nhá. Đó, đây các bạn để ý này, nó tìm thấy con iPhone bên đây rồi này. Mình sẽ chọn vào này. Rồi con bên đây thì mình sẽ chấp nhận nhá. Đây các bạn để ý này, muốn chia sẻ 5 ảnh và 2 video này, mình sẽ bấm là chấp nhận này. Đó, đây các bạn để ý này, nó đang chuyển qua AirDrop này. Ok, như vậy là 5 ảnh và 2 video của mình đã sang bên đây rồi nhá. Đó, đây mình sẽ cho bạn coi này. Đó, 5 ảnh và 2 video của mình đã sang bên đây rồi nhá. Đây mình sẽ vào lại này. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là chuyển ảnh và video từ iPhone sang iPhone mà không cần tài khoản iCloud này, không cần máy tính thành công rồi nhá. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.